tác xuống cấp trầm trọng suýt nhận không ra của chồng cũ Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh là một trong những chân dài có tiếng của Vbiz, dù thành công trên con đường nghệ thuật, đồng thời có được con đường kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh lại không may mắn trên con đường hôn nhân. Theo đó, chiều ngày 24 tháng 11, Diệp Lâm Anh livestream hình ảnh chồng cũ chặn đầu xe đe dọa cô. Bên cạnh diễn biến sự việc, netizen cũng quan tâm đến ngoại hình của thiếu gia Đức Phạm. Cụ thể, chồng cũ Diệp Lâm Anh trông xuống sắc hơn hẳn so với thời điểm trước đây, ngoại hình chồng hốc hác. Chính điều này đã khiến netizen dựng mắt nhiều lần vì không tin đó là hình ảnh của Đức Phạm. Trước đó, trên livestream, Diệp Lâm Anh cũng không ngần ngại tố việc chồng thiếu gia có hành động tự ý đón con mà không được sự cho phép của cô. Diệp Lâm Anh chia sẻ trong sợ hãi, chiều nay anh đã qua trường đón B-boy rồi, đón mà không được sự cho phép của mình luôn. Mà trong một năm qua, mình là người dọn ra ngoài và ở với hai con, lo cho hai con việc đưa đi học và đón về, tất cả mọi việc mà không có một cái gì lại thông qua trường đón con về, làm cô giáo gọi điện cho mình là mình mới biết. Anh kêu là báo công an qua bắt mình nếu như không cho đón con. Mình cũng có nói là qua báo công an luôn đi, qua đây và giải quyết luôn. Mình không biết anh ấy có trong trạng thái bình thường hay không mà làm con nó sợ. Vừa mới bế con từ trường xuống là rằng con. Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày. Và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị.